Thôi xin chào các bạn. Tiếp tục với cái series đồng hồ giá rẻ thì mình thấy trên Lazada có bán cái đồng hồ nam mà ghi là Thụy Sĩ luôn bạn. Đồng hồ nam Formorite Thụy Sĩ nào. Full box bảo hành 12 tháng luôn. Mà có giá rất là rẻ. Mình mua luôn hai cái này. Là số tiền tổng cộng là 242 ngàn. Đó, chưa tới 300 ngàn nữa bạn. Bây giờ để mình khui thế thôi. Đồng hồ Thụy Sĩ này có đúng là đồng hồ Thụy Sĩ không vậy các bạn? Đầu tiên là mình lọc cái bọc ra. Cái này người ta đóng gói theo cái bên ngoài là lớp giấy. Thường trước khi mua mình cũng hay coi các comment lắm. Cái coi người ta bình luận đánh giá sản phẩm sao những người mua rồi đó các bạn. Mình thấy người ta khen hai cái đồng hồ này dữ lắm nè. Thậm chí nó còn có phiếu bảo hành 12 tháng nữa. Để mình coi có đúng gì không nha. Đây, đây gói làm hai hộp các bạn. Đó. Bây giờ mở hộp nào trước đây. Mở đại hộp này nha. Đó. Ở trong cũng là hộp màu đỏ nữa. Trước mình cũng mở một cái điện cái đồng hồ cũng màu đỏ nữa bạn. Đây. Một cái. Rồi cháu qua một bên đi. Trong hộp phải có một pin dự phòng. Rồi hết rồi đấy, một hộp. Tiếp tục mình khui thêm một hộp nữa các bạn. Cái link mua hàng mình cũng để ở bên dưới phần mô tả nha, bạn nào cần thì nhấn vào tham khảo. Cũng màu đỏ luôn, mình coi cũng là có một bên dự phòng thôi, y chang vậy đó. Rồi chỗ qua một bên đi. Bây giờ mình sẽ tập trung vào nhân vật chính của mình nha. Đây là hai nhân vật chính của mình các bạn, đồng hồ Thụy Sĩ các bạn. Mình không có thấy phiếu bảo hành kèm theo cái hộp sản phẩm các bạn, nhưng mà để mình nhìn bằng mắt đi, tổng quan chứ đi, thì thấy thiết kế nó cũng đẹp lắm các bạn, cầm nắm nó cũng chắc chắn lắm, cũng khá là đậm tay. Nhưng mình xem cái này đây, cái này cùng một loại thôi nhưng mà nó hai cái màu khác nhau, mình lựa luôn hai màu nè. Đó, cái này thì nó không có cái cắt pin như cái đồng hồ trước mình khui, nó chạy luôn đâu mà. Đó, ở đây nó còn có một cái lớp bọc ni lông nữa nha, chút xíu mình sẽ tháo lớp bọc và thử cho các bạn xem cho nó chính xác, cho nó rõ ràng để mình tháo luôn. Rồi sau một hồi hì hụi thì mình cũng tháo được các bạn. Đây, tháo lớp bọc luôn nè, còn cái lớp siêu này thôi, mình lọc siêu luôn. Đó, thì cái dây thiết kế loại này nó rất là dễ gài các bạn, nhắm lại là xong. Đó, cần thì mở ra thôi. Bây giờ mình nhìn thử cái thiết kế con đồng hồ nha. Tuy là rẻ tiền nhưng mà mình thấy nó rất là đẹp, nó không đến nỗi là tệ như mình tưởng, nó nhìn cũng là sang chảnh đó các bạn. Dây thì dây này mình nghĩ là chất dây dây thép thôi, còn cái độ bền của nó thì mình cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà nói chung nhìn về bên ngoài thì nó rất là êm. Đó, dưới đây là một số thông tin của đồng hồ. Mình thấy nó ghi là có kháng nước đó mà nó không biết nó có kháng được không thôi. Nếu mình đem bắt đầu mình làm một cái video clip test nước cho các bạn xem thử. Đây là cái mẫu thứ hai mình lựa nè. Cái mẫu thì cái mặt nó trong màu đen. Nói chung là màu, hai mẫu này nó khác nhau chỗ là một cái mặt tối cái mặt sáng đó các bạn. Cái này nó cũng có luôn cái thứ với cái ngày nữa nè, để cho mình dễ theo dõi. Đó, thì nói chung với cái mức giá này mà cái đồng hồ này mình thấy đẹp à, chứ không có tệ đâu mà. Mà nào cần thì có thể nhấn vào cái link mà mình ghi phần mô tả video này nè, để tham khảo giá bán và đặt mua. Mua tại Lazada thì họ giao tận nhà thanh toán rồi. Đó, trước khi kết thúc video này thì mời các bạn cùng xem lại một lần nữa nha. Đó, dây thì dây thép màu bạc, có những cái điểm vàng nó làm nổi bật lên không ạ, nó nhấn nổi bật lên. Rồi, video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.